Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Mai Makeup. Làm cái video này chắc là chỉ trong có 30 phút. Tại vì mình muốn chia sẻ với mọi người top 5 thỏi son mà mình cảm thấy dùng làm base môi đẹp nhất. Bởi vì rất nhiều người request mình cái câu hỏi này. Những cái thỏi son mà mình dùng làm base trong cái video với cả Mi thì nó là thỏi của MAC, thì giá nó sẽ dao động tầm hơn 400 đến 500 nghìn. Rất nhiều bạn đã nhắn tin riêng cho mình ý, bảo là kiểu em còn là sinh viên ý, thì mong chị hãy ra một cái video son base mà giá rẻ. Thì yeah, video này đã ra đời. Mình sẽ không swatch luôn lên môi cho mọi người, mà mình sẽ có những cái video clip ngắn nhỏ mình chia sẻ, mình để ở góc góc đây. Bởi vì son base thì nó sẽ thường nhạt hơn những cái son đánh bình thường rất là nhiều. Đánh bình thường thì sẽ không đẹp, nhưng mà khi kết hợp với cả một màu khác thì nó sẽ nâng tầm màu khác lên, và nó sẽ làm cho cái khuôn môi của mọi người trở nên đẹp hơn. Thế nên là let's go. Mình quay một cái video về thời trang đi làm cho mọi người. Tất nhiên là mình sẽ thêm thắt một vài tôi quên, đây có phải video đấy đâu. Mình muốn giới thiệu với mọi người Color Key. Thì lúc đầu mình đặt thỏi son này về thì nó sẽ là dòng son bóng mà mình mua trên Shopee. Giá thì mình sẽ để thông tin ở đây. Lúc đầu mình dùng á, nó sẽ là màu này. Đây là hôm nay là buổi sáng, trời nó cũng hơi không quá nắng. Đây, nó sẽ là màu cam như khi mọi người đây ra ấy. Thì cái màu này nó là màu MLBB rất xinh luôn. Nó sẽ cải thiện tất cả những cái vết thâm viền môi ở trên môi. Mình xin thề là mọi người phải mua cái thỏi son này để làm base. Tông môi thâm ấy, môi hơi trầm trầm ấy, nó nâng lên rất là nhiều. Kể cả môi của mình á, như mình đang dùng cái sợi thỏi đấy đấy. Cái viền môi ấy, mọi người nhớ chú ý là phải tan nó trờm ra bên ngoài viền môi, xong rồi bông tăm miết đi nhá, thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Video này cũng ngắn thôi, nó cũng nhanh thôi, bởi vì nó chỉ là son base. Nó sẽ không quá cần những cái tiêu chí như một cái thỏi son đánh bình thường, bởi vì nó chỉ là để làm base, nó chỉ là cái bước đệm để mọi người có thể đánh thêm một cái thỏi son khác đẹp hơn thôi. Đây là một thỏi son mà nếu mà mọi người đánh lòng môi kiểu bóng bóng cũng được, nếu mà môi bạn nào đẹp rồi. Mình chỉ dùng cái này để đánh base, thế môi thực sự thì rất đẹp. Mọi người nhìn cái video ngắn mình làm TikTok ấy là mọi người sẽ thấy luôn. Nó đến thứ hai đấy chính là một màu son đến từ nhà Mamande. Màu son này thì mình đã chia sẻ với mọi người cũng rất nhiều luôn. Trong những cái video makeup ấy, mình chia sẻ với mọi người rất nhiều về thỏi này. Đây là thỏi son dạng sáp, út chì, không chuẩn bị quá nhiều, giới thiệu nhanh cho mọi người để mọi người mua thôi. Son này rất rẻ. Son Mamande vốn dĩ là một loại son dành cho học sinh sinh viên ấy. Màu nó rất là tươi sáng. Trong những cái thỏi son sáp này này thì mọi người có thể điều tiết được cái độ đậm nhạt, sắc độ của nó. Ví dụ mình đánh đậm thì mình có thể đánh trong lòng môi được, nhưng mà mình muốn nó làm son base thì mình sẽ lên nó ra. Rất là nhẹ nhàng. Đấy, như thế này, giúp cải thiện cái phần viền môi bị thâm. Và mình chắc chắn là trên video nó sẽ hơi đậm hơn một xíu, thế nên mọi người đừng lo lắng quá. Bởi vì thường thì mình output cái video ra, video thì nói bình thường ý, nhưng mà lúc up lên YouTube thì nó sẽ hơi sai màu một xíu, nó sẽ đậm hơn một xíu và ở ngoài nó sẽ hơi nhạt hơn. Mọi người nên dùng bông tăm hoặc dùng tay để blend nó ra, rồi tap 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 như thế này. Cái màu sắc nó sẽ đến với một cái thỏi son như mình. Đây là cái thỏi son mình tìm để mua mãi, bởi vì cái màu swatch nó quá là đẹp. Nó sẽ chỉ phù hợp khi mà đánh không với những bạn nào rất trắng, nhưng mà cái chất son thì nó sẽ hơi bột bột mọi người. Thế nên kiểu mua bạn nào không có rãnh môi thì có thể dùng. Nhưng lúc mình mua về, bởi vì môi mình có rãnh mà, thế nên là mình cũng không sử dụng được nhiều. Thế là quyết định để nó làm son base. Đây, mọi người có thể nhìn thấy, không biết là trên video nó có nhìn rõ không, nhưng mà son này thực sự nó không quá là mướt, nó hơi bột một xíu. Khi mọi người blend nó ra như thế này thì cái phần bột nó sẽ mất đi, tức là nó tan hơn vào da ấy. Mình không biết là do nhiệt độ hay là do như thế nào mà kiểu cái màu sắc nó sẽ tan vào da hơn. Mình cũng sử dụng cái son base này ở trong rất nhiều video rồi, rất nhiều video mình make up luôn. Môi mình thực sự không phải là một người có một bờ môi đẹp màu hồng đâu, bởi vì mình nói thật là mình cũng rất lười dưỡng môi. Thế là cái phần viền môi của chỗ này của mình này, nó không được đều màu. Thế là mình luôn luôn tìm cách để cải thiện cái điều đấy. Thì cái cách của mình đấy là dùng những cái màu son như thế này. Tất cả những cái dòng sản phẩm này thì mình sẽ để thông tin sản phẩm ở bên dưới, mọi người có thể tham khảo ở đấy nhé. Và mình sẽ cố gắng list ra cho mọi người những cái shop mà mình mua hàng mình cảm thấy tin tưởng nhất. Bởi vì mình nói thật là tất cả những dòng son này mình mua thì mình cũng mua qua Shopee thôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một thỏi son nhà BBA. Màu số 34, mình không biết là đọc nào luôn. Đợt này thì mình không hiểu tại sao mà BBA không hề thay đổi cái packaging ấy. Thế nên mình không biết là cái dòng son này mới cho đến khi mình xem video swatch của Lido. Đây sẽ là một màu cam đất. Nếu mà mọi người đánh nhiều lớp lên thì nó sẽ rất màu rõ màu đất. Lên nó ra thì nó lại là màu cam rất xinh. Màu này cực kỳ hợp
để đánh base môi. Mọi người đừng sợ nó bị đậm quá nhé. Trước khi đánh base môi thì mình vẫn khuyên mọi người nên dùng cái phần foundation thừa ấy, dặm ra một chút 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 thôi, phần viền môi thôi chứ đừng dặm nhiều quá. Thì những cái màu son này lên nó sẽ rất là đẹp. Thì hãy dùng những cái cách của mình ấy, thì kiểu bạn sẽ luôn luôn có một cái look rất là tự nhiên ấy, nhìn nó không bị quá, nó vừa phải. Màu này cũng rất xinh, màu này xinh lắm. Đấy, mọi người có thể xem mình swatch bên trên bên cạnh là biết rồi. Nhưng mà cái màu này ấy, bạn nào bị thâm môi quá thì không hợp nha. Nó dao động giữa bình thường đến thâm ấy. Đấy thì mọi người có thể dùng. Mà mọi người có hẳn một trong năm lựa chọn cơ mà, đúng không? Thì lựa chọn là đến từ nhà Diamond Pool. Đây là một thỏi son nội địa Trung. Và cũng không dành cho những bạn nào có môi quá thâm nhé, bởi vì nó là một màu hồng đất. Nếu như mọi người để ý thì hầu như đây sẽ là những cái màu nó hơi nghiêng MLBB ấy. Cái quan trọng là cách, cái kỹ thuật, cái technique của mình đấy là mình blend nó ra, bánh không lên ý, không được cái hiệu ứng mà mình mong muốn, thì son này nó sẽ không phù hợp với những bạn nào môi quá thâm. Môi quá thâm thì có thể sử dụng một trong ba thỏi son này. Rồi nếu mà tim môi cũng xinh xinh rồi mà muốn kiểu biến hóa nó đi một chút thì mọi người có thể tham khảo hai thỏi son này. Video đến đây là kết thúc rồi. Đây chính là năm thỏi son mà mình cảm thấy rất rất ưng ý khi mà để làm base, thế nên là mọi người có thể tham khảo nhé. Một video hơi bất ngờ nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ có ích với mọi người ấy. Thế nên đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình, cũng như kết nối với mình nhiều hơn ở Instagram My Hương Makeup, để chúng mình có thể chia sẻ nhiều hơn về beauty, về thời trang, về makeup, về tất tần tật mọi thứ luôn, nhất là việc giảm béo. Bye, bạn muốn chúc mình như sau.